Chào mọi người mình là Ánh Dương đây, chúc mọi người thật vui và sảng khoái khi xem video của mình nhé, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ nha yêu mọi người, tại một nơi nào đó ở trên núi. Ta là Tô Quán quán Ma Tu. Có chút danh tiếng trên giang hồ, Tô Quán quán ung dung nằm dài trên cành cây. Thấy một công tử đi tới. Nàng vươn tay xuống, giọng điệu chiêu chọc, "Tiểu lang quân thật anh tuấn mà, có muốn đi chơi cùng tỷ tỷ không nào hắn?" Công nghĩa diễn, hoàng tử bệnh tật yếu ớt nhỏ đã được nuôi ở đạo quán, là mục tiêu mà ta từng cầu dẫn. Tô quán quán liền bay xuống, chỗ mà không nghĩa diễn đang quét dọn, nàng nhẹ nhàng lại gần tay vuốt cầm hắn. Cuộc sống trong đạo quán không có tư vị gì cả, tỷ thì đưa ngươi đi làm quen với thế giới bên ngoài nhé. Công nghĩa diễn liền ép sát nàng vào gốc cây bên cạnh. Còn có gì chúng ta chưa biết quá không? Tô quán quán mặt đỏ bừng bừng nàng ngại ngùng đẩy hắn ra. Chơi không vui chơi không vui. Ta nhớ lúc đầu khi ta bắt đầu cầu dẫn chàng. Chàng đều là bộ mặt người sống, ngồi trong lòng cũng không loạn cơ mà. Công nghĩa diễn nắm lấy tay nàng. Ai bảo bây giờ nàng đã là phu nhân của ta rồi chứ? Tô quán quán trừng mắt nhìn. Đúng vậy thân ma tu là ta. Cuối cùng lại yêu phải mục tiêu cầu dẫn. Trở thành phu nhân của hắn. Đúng là hạ thấp uy danh của ta. Mà có điều ta không hối hận. Tô Quán Quán quay sang ông trầm lấy Công nghĩa diễn, nàng hỏi hắn sao hôm nay lại đột nhiên muốn quay lại. Thanh Vân Quán vậy là chuyện triều đình có gì không thuận lợi à? Công nghĩa diễn hơi nhẹ thấy hắn kỳ lạ. Tô Quán Quán lo lắng, hôm nay chàng có chút không đúng lắm. Là cơ thể không khỏe sao? Công nghĩa diễn nắm lấy tay nàng Quán Quán, hắn ôm nàng vào trong lòng ta yêu nàng. Nàng ôm chặt lấy hắn. Đồ ngốc ta đương nhiên biết rồi. Ta cũng lúc này tô quán quán bị đâm một nhát chí mạng. Cô tròn mắt kinh ngạc. Công công nghĩa diễn. Hắn không dám nhìn thẳng nàng quay mặt đi. Tô quán quán ngỡ ngàng hỏi tại. Tại sao chứ? Công nghĩa diễn lạnh lùng nhìn tô quán quán. Nàng là ma tu bổn điện hạ sau này sẽ là quân vương. Nàng bắt buộc phải chết. Tô quán quán không cam lòng. Nàng mặc kệ vết thương vươn móng vuốt lao lên. Trước giờ người vẫn luôn lừa ta. Công Nghĩa diễn nhẹ nhàng lồi lại tránh đòn. Tô Quán Quán tới gần hắn, cơ thể bỗng dưng khựng lại cơ thể ta. Và rồi nàng ngã xuống đất. Công Nghĩa diễn đôi mắt thờ ở nói. Trên đoàn đao có độc đừng dãy ruộng nữa. Tô Quán Quán ta biết nàng tiếp cận ta có mục đích. Chúng ta như nhau thôi. Tô Quán Quán nhớ lại ký ức trong quá khứ. Công Nghĩa diễn ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mặt nàng. Tô Quán Quán nàng mặc y phục lại đàng hoàng đi. Rồi không cảnh hai người thành thân. Hắn ngọt ngào nói với nàng. Quan quán chúng ta ở bên nhau đi quay lại thực tại. Nàng tay ông chặt vết thương. Bất hận nói công diễn nghĩa. Hôm nay ta chết trong tay ngươi là. Tô quán quán ta năng lực không bằng ngươi. Nếu có kiếp sau. Cho dù có lật tung ba rời sáu đạo. Ta cũng nhất định đem ngươi ra xẻ thì róc xương. Nói rồi nàng cứ vậy mà tắt thở. Chết cũng không nhắm mắt. Công nghĩa diễn tiến lại gần thân xác nàng. Tay gạt đôi mắt trợn ngược xuống nhỏ giọng nói. Quán quán ta đợi. Giọng nói của công nghĩa diễn văng vẳng bên tai nàng. Quán quán ta đợi. Tô quán quán giật mình ngồi bật dậy. Sắc mặt nàng tái nhợt hết tên công nghĩa diễn. Nàng nhìn bàn tay mình mà run rẩy đời đã không? Không phải mình đã chết rồi sao? Nàng đứng dậy bước ra ngoài nhìn xung quanh đây là... Đây là nơi nào? Những cánh hoa đào rơi phượng hoàng. Bay lượn trên bầu trời, tô quán quán ngỡ ngàng phượng hoàng thần thú. Còn có cung điện trên may này đây đây. Lẽ nào là nàng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết? Thiên giới tô quán quán quay lại vào bên trong. Nàng giấu đi một thanh đao. Hình dạng không thay đổi. Công pháp hoàn toàn biến mất. Cũng may ở trong phòng này, mình tìm được một thanh đoàn đao để phòng thân. Vẫn là ra ngoài dò thám tình hình trước đã. Lúc này bên ngoài đang xôn xao. Mau đi mau đi. Đi muộn rồi thì chúng ta không còn vị trí tốt. Nghe phù hòa thượng thần giảng kinh nữa. Đâu đó tô quán quán đi ra bên ngoài. Vô tình bị một tên nữ đụng chúng. Nàng ta vội vàng quay sang rồi rìu xin lỗi xin lỗi. Ta không chú ý đến tô quán quán xô tay không? Không sao, các người muốn đi nghe thượng thần giảng kinh. Nghe vậy nàng ta thích thú nằm lấy tay tô quán quán. Cô là người mới đến phải không? Rồi bắt đầu tầng bốc phù hoa, thượng thần đó là người sinh ra đã là thượng thần. Phù hoa đó từng độ hạ giới thương sinh bình. Thiên giới đại loạn phì hòa, thượng thần đó đúng là thanh cao tôn quý vô song. Anh Tuấn tiêu sái ngọc thụ linh chi. Tô quán quán ngơ ngác thượng thần. Vậy là lại thật sự có thượng thần. Lúc thân là ma tu, nhìn thấy ti sĩ bình thường, phi thăng thành tiên đã cảm thấy lợi hại rồi. Không ngờ thiên giới lại còn có thượng thần tại thế. Đây là sự tồn tại còn lợi hại hơn tiên gấp trăm lần đó. Mắt tô quán quán liền sáng lên muốn đi. Ta cũng muốn đi được. Vậy là hai người cùng nhau đi tới đó. Nàng ngưỡng mộ nhìn khung cảnh xung quanh thật phí phách mà. Tuy tiện với một cung điện nào ở tiên giới, cũng khí phách hơn hoàng cung ở nhân gian nhiều. Nếu như tất cả điều này là bồi thường cho cái chết oan uổng của mình, kiếp trước vậy cũng đáng giá rồi. Những cánh hoa đào rơi xuống mọi người đều xôn xao. Đến rồi là thượng thần. Là thượng thần cuối cùng người cũng quay về rồi. Tô Quán Quán cũng ngước nhìn theo. Đến rồi sao? Lão Tổ Tông Thượng Thần còn tồn tại trên thế gian này. Cô tròn mắt kinh ngạc mà nhìn người trước mắt mọi người đều hành lễ cung minh thượng thần. Tô quán quán toàn thân run rẩy, nội oán hận trong nàng dường như lại trỗi dậy. Người đó người đó cầu nam nhưng công nghĩa diễn. Hắn cũng tới thiên giới rồi, tại sao lắc mình một cái đã biến thành thượng thần? Rồi, lúc tiên vị tiên nữ lúc nãy liền kéo tay nàng nói nhỏ. Cô cũng bị dung mạo của thượng thần đã kích rồi đi. Có điều gặp thượng thần phải hành lễ đó nhanh. Lúc này tô quán quán bước lên phía trước. Tiên nữ kinh ngạc, Cô muốn làm gì? Năng liền gọi tên hắn phù hoa. Công nghĩa diễn quay lại nhìn những người xung quanh. Liền xôn xao người đó là ai vậy? Tên Huế của thượng thần cũng dám gọi sao? Không phải lại là người tỏ tình thượng thần đó chứ? Đi đi đi, người đối đầu với thanh la đế cơ thì sẽ chết đó. Tô quán quán lấy hết can đảm bước tới bình tĩnh. Tô quán quán bây giờ ngươi phải bình tĩnh thượng thần. Bây giờ hắn là thượng thần. Ngươi không thể đối cứng với hắn được. Lúc này người theo hầu bên cạnh Phù Hoa bước tới, cản lại Tôn Gia Thượng Thần. "Không thể tới gần." Tô Quán Quán khẽ cúi mắt nàng nở một nụ cười. "Thượng Thần còn nhớ ta không? Ta là tình cũ của người đó." Tay nàng đang thủ sẵn con dao găm. Phù Hoa nhìn chằm chằm nàng. Bên dưới mọi người đều bàn tán. "Người cũ của Thượng Thần cái gì?" "Nữ nhân đó đang nói gì vậy, thật hay giả vậy?" Phù Hoa ngơ ngác hỏi nàng người là ai? Nghe xong tu quán quán tức giận không biết ta. Sau khi làm chuyện ác độc như vậy với ta, lại giả vờ không quen biết ta, nay không thể nhịn nổi nữa không nghĩa diễn. Người thật là tô quán quán tức run người. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, nàng tay thủ con dao lao tới. Nhưng chưa kịp bước lên, một cái phẩy tay của phú hoa đã trói tô quán quán lại. Có thể nàng bất động, chỉ có ánh mắt tràn ngập nỗi ướt hận. Hắn liếc nhìn thêm, giọng điệu khinh thường nàng chỉ là kiến hôi. Một lúc sau sợi xích trên người tô quản quản biến mất. Nàng ngỡ ngàng đây. Đây chính là sức mạnh của thần sao. Hắn chỉ tùy tiện phát tay một cái. Mình đã hoàn toàn không cử động được rồi. Hai cung nữ bên cạnh công nghĩa diễn thấy vậy. Nhìn nhau rồi quay sang nói. Xin quay về đi. Tôn thượng nhà ta không biết. Ngươi đừng có mở miệng ra. Bôi nhọ thanh danh thượng thần. Tô quán quán cười điên dại. Nàng kinh bị thanh danh phù hoa ta đánh không lại. Người vừa nói nàng vừa từ từ đứng dậy. Có điều ngươi đợi đó tô quán quán. Ta nhất định sẽ xé rách bộ mặt giả từ bi của ngươi. Trước mặt quần chúng, nói rồi nàng hiên ngang bước xuống. Đi đến nửa nàng còn quay đầu lại. Trước mắt nói ra thêm một điều phù hoa tuy rằng. Ngươi không muốn thừa nhận, thậm chí thẹn quá thành giận đánh ta một trận. Nhưng nói thật, ta rất hoài niệm nốt ruồi ngay thắt lưng của ngươi đó. Nghe nàng nói vậy sắc mặt phù hoa có chút u ám. Những người bên dưới nghe mà hoảng hốt. Rất nhanh giảng kinh đã kết thúc. Hai người đi theo phù hoa nhanh chóng tới đóng cổng lớn. Một người ghé sát tai nói nhỏ. Ngươi có cảm thấy hôm nay, thượng thần hơi khác thường không? Thượng thần trước giờ luôn từ bi, lại nói ra những lời vô tình như vậy. Nàng ta nghe vậy thở dài. Ánh mắt lạnh lùng nói anh hai à. Ngươi cho rằng với đoàn đao trong tay vị cô nương đó. Một khi ra tay, tội thích sát thượng thần một khi bị bắt. Sẽ như thế nào không? Anh hai kinh ngạc vậy. Vậy thượng thần thực ra đang cứu cô ta sao bé? Lẽ nào thật sự là lúc này phú hoa đi qua? Hai cầu nhóc giật mình tôn tôn thượng anh hai gượng cười. Của nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Thượng thần một lòng tu đạo sao có thể có người cũ chứ? Chuyển cảnh tới chô tô quán quán. Nàng mê ma nằm lại bên vệ đường. Lúc này nàng từ từ mở mắt lại đau đến mức ngất đi luôn. Sao tô quán quán cố gắng gượng đứng dậy? Vẫn rất đau đó đau. đau. Chết mất tên cầu nam nhân kia ra tay thật nặng mà. Tô quán quán nghĩ lại lời của Phu Hoa. Chỉ là kiến hôi. Nàng tức tối. Sau này ta không đánh ngươi thành kiến hôi. Thì ta không phải tô quán quán. Anh anh nhá bị trẹo lưng rồi nàng đau đớn kêu lên. Y quán y quán. Thiên giới có lẽ cũng có y quán do Tiểu Tiên mở chứ. Lúc này phía sau nàng một chàng trai xuất hiện. Cúi xuống nhặt con dao găm của nàng rơi ra.